chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang đứng tại dự án Bella Villa. Thì lúc trước là Nhân có quay cái căn nhà mẫu cho cả nhà mình xem rồi, nhưng mà bữa nay thì công ty tiếp tục bán những căn còn lại của dự án Bella Villa, thì Nhân sẽ review lại một lần nữa để cho cả nhà mình xem và tham quan và biết được cái căn nhà mình mua, cái tương lai nó sẽ như thế nào. Rồi bây giờ Nhân mời cả nhà mình vào nhà mẫu nha. Tất cả những căn nhà ở tại khu Bella Villa thì hầu như là cái diện tích nó sẽ giống nhau, hoặc là nó trên lệch chỉ vài mét vuông thôi. Có những cái căn thường thì nó sẽ là 8 mét và dài là 14 hoặc là 15. Có những căn gốc thì nó sẽ là ngang 9, dài 15 hoặc là 10, 15 hoặc là 12, 15. Thì tất cả những căn nó đều có cái thiết kế chung. Tức là ở đây khi mình bước vào mình sẽ có một cái sân xe hơi. Thì như cái sân này là mình có thể để một chiếc xe hơi rất là thoải mái. Còn như cái căn đây là mình căn gốc thì cho nên nó có một cái phần công viên bên hông nữa. Và ở đây là cái phần công viên phía bên hông. Thì như cái căn này tổng diện tích của nó là ngang 12m, dài 15m. Ở bên đây mình có một cái công viên là ngang tới 6m, là 6, dài 15, rất là đẹp. Rồi bây giờ Nhân sẽ mời cả nhà mình đi vào trong để tham quan nha. Hiện tại là mình đang đứng ngay trên cái lầu 1 nha cả nhà. Thì thiết kế rất là hay ở cái căn mẫu này á. Thì ở dưới là công ty làm luôn một cái phòng ngủ ở dưới cho mình. Thì ví dụ như là nhà mình có người lớn tuổi á thì mình cho riêng một phòng ngủ dưới luôn, họ phải đi lên lầu cho nó vất vả ha. Còn trên lầu 1 thì mình thấy là công ty sẽ thiết kế một phòng khách phía trước, và phía sau là nó hai phòng ngủ. Rồi phía trước nó có ban công nha cả nhà. Thì tất cả những cái căn ở trong đây đó hầu như là nó đều có những cái view rất là đẹp. Như bên đây là cả nhà mình thấy là công ty làm hồ bơi với lại clubhouse, là cà phê hoặc là ăn uống rồi đó, nó nằm bên đây. Thì kế căn gốc này luôn, cho nên là cái giá của căn gốc này rất là cao. Rồi bây giờ Nhân mời cả nhà mình ra phía sau để tham quan hai phòng ngủ. Thì đầu tiên là mình sẽ có một cái phòng ngủ lớn để dành cho hai vợ chồng. Thì cái căn phòng ngủ là thiết kế khá là rộng. Ở đây mình thấy là có bên kia là có một cái tủ rất là lớn rồi, nhưng mà cái không gian nó còn lại cũng rất là rộng luôn. Có một cái bàn trang điểm cho mình, thì phía sau đó là một cái tivi hết. Nói chung là thiết kế là rất là ok, tại vì nhà mẫu mà. Còn phía bên đây mình là một cái phòng ngủ nhỏ để dành cho em bé, thì công ty đã decor sẵn hết cho mình rồi. Có tủ âm tường, rồi có nguyên một cái bàn học luôn, bàn học cho em nhỏ luôn. Thì ví dụ như cái phòng này là mình có thể là thiết kế được cho hai bé ngủ trên trong một cái phòng này. Thì nói chung là cái diện tích nó cũng không lớn lắm, nhưng mà cái cảm giác mà bước vào thì cũng khá là thoải mái, bởi vì ở đây là phòng nên những cái thiết kế mở. Thì như cả nhà mình thấy cửa sổ rất là nhiều, rất là thoáng và mát. Và cái khoảng trống này thì công ty làm luôn một cái toilet, một cái toilet phía trong. Cái toilet cũng khá là lớn nha. Rồi bây giờ Nhân mời cả nhà mình lên trên tầng cuối và sân thượng nha. Gió rất là mát luôn cả nhà. Thì như lúc trước là Nhân có làm một cái video và Nhân đã quay cái căn nhà mẫu này rồi nè, nhưng mà hồi trước thì nó sẽ khác, bởi vì nó chưa có một cái gì gọi là
hoàn thiện hết. Thì bữa nay trong vòng 2 tháng xuống lại thôi thì mà nó là quá tuyệt vời. Trên cái phần sân thượng này là cả nhà mình có thể để được 6 bàn. Ví dụ mình tổ chức tất cả những cái tiệc ở trong gia đình, sinh nhật hoặc là bạn bè vui chơi này kia đó, mình có thể đặt 6 bàn ở trên đây để có thể là ăn uống và vui chơi thoải mái luôn. Có thể là đặt nguyên cả dàn nhạc đây cũng được, vì cái diện tích rất là rộng. Còn ở đây như cả nhà mình thấy lúc trước á, khi mà Nhân làm một cái video về cái nhà này thì cái lốc bên đây, cả nhà mình thấy cái lốc bên đây ha, là nó chưa có một cái gì hết, nó chỉ là đất trống thôi. Nhưng mà bữa nay xuống lại thì cả nhà mình thấy rất là tuyệt vời rồi, đã hình thành hết rồi. Và cái phần phía bên đây cũng vậy. Phần phía bên đây hồi lúc mà Nhân xuống quay là hầu như nó cũng chưa có gì, nó chỉ là đất trống thôi. Còn bây giờ thì mình thấy là hầu như gần xong rồi, rơi vào tầm khoảng 2 tháng nữa thôi là mình sẽ có hồ bơi và clubhouse luôn. Ví dụ ăn uống này kia rồi cà phê cà pháo này kia xuống đó. Rồi hồ bơi thì miễn phí 2 năm đồng. Có cái bài hát gọi là lâu đài tình ái ấy nè. Thì giống như là đầu bài hát đó là tác giả viết là gì? Em ơi, anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Thì lúc mà nghe cái câu đó thì cái người yêu của anh đó đó, lúc đó là mới đồng ý là làm vợ cho anh đó, tại vì có lâu đài mà. Nhưng mà khi mà cưới về xong rồi đó thì cái anh này mới phân tích, anh mới nói lại là em ơi, lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Thì lúc đầu tiên đó là đầu tiên là sẽ nói vì em làm lâu đài đó, lúc chưa cưới mà cứ hẹn. Rồi lúc mà cưới xong về rồi cái là lúc đó là không lâu đài tình ái chắc không có trên trần gian đó. Nhưng mà nếu giờ mình có thật đó là Nhân sẽ giới thiệu cho cả nhà mình là thư giãn ở Galavilla, thì giống như nãy giờ Nhân quay cái căn nhà cho mình đó, thì giống như một cái lâu đài không khác chút nào hết, còn có cái lâu đài mini thôi. Thì Nhân nói giỡn thôi, thì cái căn nhà ở đây của mình là cái giá là nó đâu khoảng 2 tỷ 6 tới 2 tỷ 7 một căn. Thì với cái diện tích là ngang 8-14 thì cả nhà mình nếu như mình mua thì mình thanh toán trước 30%, còn lại là mình sẽ góp trong vòng 1 năm, mình chia đều với thôi. Đó, tức là đầu tiên khi mà mình mua căn nhà là mình chỉ cần mình cọc trước là 50 triệu một căn, trong vòng 10 ngày là mình sẽ thanh toán là 30% cộng với cái số tiền cọc của mình đã cọc rồi, và cứ mỗi tháng tiếp theo mình sẽ góp cái phần còn lại mình chia đều cho 1 năm 12 tháng mình sẽ góp. Rồi thôi thì Nhân nói sơ thôi, như cả nhà mình ví dụ như ai muốn tham quan dự án thì cứ alo cho Nhân số điện thoại màn hình đó, thì Nhân sẽ có xe đưa đón mình tận nhà luôn để xuống tham khảo dự án, ví dụ như tôi thì mình mua, còn không thì cũng không sao, và Nhân sẽ đưa đón là hoàn toàn miễn phí cả nhà, cho nên là mình cứ thoải mái, đừng có e ngại là sợ Nhân là tốn tiền xe này kia thì giờ mình không dám đi đó, tức là mình đi tham khảo thị trường thôi, rồi chỉ mua còn không gì thôi. Thôi cả nhà mình hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh của Nhân để có thể xem tất cả những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.